Hello, xin chào tất cả các bạn của 404 nha. Rồi, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một món đồ là cực kỳ là hay của Chara nhá. Đó chính là một con dao. Wow, dao dính cái gì đây? Ui, dao này của Chara đang dính một quả bóng bay này các bạn ơi. Rồi, mình phải lấy ra giờ. Các bạn thấy con dao này của Chara cực kỳ hay không? Ở đây mình sẽ review sức mạnh của con dao của Chara đó các bạn. Bữa trước mình có hướng dẫn các bạn làm con dao này của Chara đó các bạn, con dao siêu cấp của Chara nhá, một con dao màu đen chứ không phải là con dao có hình máu ở trên lưỡi dao đâu. Các bạn thấy hay không? Con dao cực kỳ là hay. Rồi bữa nay mình sẽ có một bữa nay mình có một món đồ nữa các bạn này. Ngoài con dao Chara là ra thì mình sẽ có một hai thanh kiếm của Gradasan ra các bạn. Bạn nhìn thấy hay không? Wow, hai thanh kiếm này của Gradasan là cực kỳ được rất mạnh luôn, đã được team pháp sư làm đó các bạn. Wow. Các bạn nhìn thấy hay không? Hai thanh kiếm này của Gradasan cực kỳ là ngầu luôn đấy. Rồi, bữa nay mình chỉ về tới thôi nhá. Hẹn gặp các bạn ở trong video phát sinh tập 140 nhé. Bye bye. Bye bye.